Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp các bạn tại kênh Tiếng Trung Bồi TV Channel. Hôm trước chúng ta đang tìm hiểu về từ vựng tiếng Trung chủ đề cảm xúc và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những từ vựng về chủ đề này. Từ vựng số 11, Shi wang, âm Hán Việt là thất vọng và chúng ta cũng hay dịch là thất vọng hoặc là mất lòng tin. Là một tính từ. Ví dụ như là hǎn shì wǎng, rất là thất vọng. Nǐ ràng wǒ hǎn shì wǎng, bạn làm tôi rất là thất vọng. Hoặc là ví dụ wǒ duì jiě guǒ hǎn shì wǎng, wǒ duì jiě guǒ hǎn shì wǎng, tôi rất thất vọng về kết quả. Jiě guǒ là kết quả, như vậy là của tôi chia của hẳn sư hoàng, nghĩa là tôi rất thất vọng về kết quả. Ý vấn, âm Hán Việt là nghi vấn và cũng có nghĩa là nghi vấn hoặc là thắc mắc hay là nghi ngờ. Ý vấn, chúng ta học tiếng Trung hay có nói là ý vấn chỉ là câu nghi vấn, ý vấn chỉ câu nghi vấn. Ví dụ, Zhe jiàn shì nǐ jìng chǔ le ma? Hǎi you shěme yǐ wěn? Zhe jiàn shì nǐ jìng chǔ le ma? Hǎi you shěme yǐ wěn? Zhe jiàn shì, shì là sự việc, zhe jiàn shì là việc này, chuyện này. Nǐ jìng chǔ le ma? Jìng chǔ là rõ ràng. Nǐ jìng chǔ le ma là bạn đã rõ ràng chưa? Hǎi you shěme yǐ wěn? Có còn thắc mắc gì không? Shěme yǐ wěn? Đó. Mèng xiǎng, khát vọng, ước muốn, ao ước. Ví dụ như mèng xiǎng shì yào kào nǔ lì qù shí xiàn de. Ước mơ thì được thực hiện bằng sự nỗ lực. Yào kào nǔ lì, nỗ lực, yào kào nǔ lì qù shí xiàn de. Thì trong câu này chúng ta sẽ hiểu là ước mơ được thực hiện bằng sự nỗ lực, cần phải có sự nỗ lực thì mới có thể thực hiện được. Phí láo, mệt mỏi. Trong giao tiếp thì chúng ta hay có từ lây, đúng không ạ? Lây là mệt, quá hẳn lây. Thì phí láo cũng có nghĩa là mệt, tương tự. Thậm chí là phí láo thì chúng ta có thể ít dùng hơn, chúng ta hay dùng từ lây. Ví dụ, xin khủ công chua là y thiên, ủa chế tớ hẳn phí láo. Xin khủ công chua là y thiên, ủa chế tớ hẳn phí láo. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi thấy rất là mệt mỏi. Xin khủ là vất vả, công chua là làm việc, y thiên là một ngày. Như vậy là xin khủ công chua là y thiên. Thì chúng ta hiểu là sau một ngày làm việc vất vả, của chế tứa là cảm thấy, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi. Khổng chi, sợ hãi, sợ sệt, hoảng hốt. Ví dụ như, của mân in cái dũng cảm tớ khưa phú khổng chi. Của mân in cái dũng cảm tớ khưa phú khổng chi. Chúng ta nên dũng cảm. Dũng cảm là dũng cảm. In cai là nên, chúng ta nên dũng cảm. Khưa phú khủng trị, khưa phú là khắc phục, là vượt qua. Khưa phú khủng trị nghĩa là vượt qua nỗi sợ hãi. Từ số 17 ngày hôm nay, trân chảo là tranh cãi, cãi nhau, cãi lộn. Giống như từ chảo cha là cãi nhau, trân chảo cũng nghĩa là cãi nhau. Trân chảo bù siêu, tranh cãi không ngớt. Siêu trong từ siêu xí là nghỉ ngơi đó, thì bù siêu là không dừng lại. Trân chảo bù siêu. Tiếp tục chúng ta học từ số 18, hiểu ý. Âm Hán Việt là hữu nghị, tình bạn. Nói về tình bạn, tình hữu nghị. Ví dụ như shēn hòu de yǒu yì, tình hữu nghị nồng nàn.
Sân hậu, sân là sâu đậm, hậu là dày. Như vậy sân hậu thì chúng ta hiểu là sâu đậm, là nồng nàn. Trong trường hợp này chúng ta lại dịch là nồng nàn. Lựa chỉ, lựa chỉ, lựa chỉ, niềm vui. Lựa chỉ, niềm vui, hứng thú. Giống như từ sinh chỉ, sinh chỉ, niềm vui. Lựa quan tự rấn, cưng rung y pha xiên sân hồ chung tự lựa chỉ. Lựa quan tự rấn, cưng rung y pha xiên sân hồ chung tự lựa chỉ. Lựa chỉ tự rấn là những người lạc quan, cưng rung y pha xiên là càng dễ dàng phát hiện hoặc càng dễ dàng khám phá. Sân hồ chung tự lựa chỉ, niềm vui trong cuộc sống. Những người lạc quan thì dễ dàng khám phá ra niềm vui trong cuộc sống. Pay sang, pay sang, bi thương, khổ đau. Pay sang, lý bía tờ sứ hậu, bú yào pay sang. Lý bía tờ sứ hậu, bú yào pay sang. Lý bía, ly biệt, chúng ta có thể hiểu là xa nhau. Sứ hậu, lý bía tờ sứ hậu là khi xa nhau. Bú yào pay sang, bú yào giống như bía, có nghĩa là đừng. Bú yào pay sang là đừng có đau khổ quá. Ok, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo tại kênh Tiếng Trung Bồ TV Channel.